Những năm qua, cùng với việc quy hoạch đô thị công nghiệp và dịch vụ đồng bộ, Đồng Nai trở thành một trong những tỉnh thành thu hút đầu tư lớn nhất tại khu vực phía Nam. Trong đó, Long Thành được nhận định là điểm nóng của bất động sản Đồng Nai khi đón nhận sức hút lớn của giới đầu tư nhờ dự án sân bay quốc tế Long Thành dự kiến xây dựng trong năm 2021 và hoàn thành đưa vào khai thác chậm nhất trong năm 2025. Trong tương lai, Long Thành sẽ là thành phố sân bay và là tâm điểm kết nối giao thương, tích hợp đầy đủ chức năng về thương mại, công nghiệp, dịch vụ, logistics của cả vùng trọng điểm kinh tế phía Nam. Để tạo nên mạng lưới hạ tầng hoàn thiện và đồng bộ với quy hoạch sân bay, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm liên tục được triển khai tại Long Thành, Đồng Nai, giúp gia tăng khả năng kết nối đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển một cách thông suốt, linh hoạt. Cụ thể, mở rộng quốc lộ 51, xa lộ Hà Nội, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, xây dựng đường vành đai 3, cao tốc Dầu Giây, Phan Thiết, cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu, đường sắt Biên Hòa, Vũng Tàu, tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm, Long Thành, giúp kết nối nhanh chóng đến Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, các tỉnh miền Tây. Bên cạnh đó, thông qua bệ phóng hạ tầng giao thông được triển khai trong thời gian tới như cao tốc Bến Lức, Long Thành, cao tốc Dầu Giây, Liên Khương, đường vành đai 4, đường Hương Lộ 2, đường Hương Lộ 10 càng khiến thị trường bất động sản Đồng Nai tăng trưởng và bùng nổ hơn nữa. Đặc biệt, nhờ hiệu ứng thành phố Thủ Đức, thành phố sân bay Long Thành và vùng tam giác kinh tế sân bay bao gồm Thủ Đức, Biên Hòa, Long Thành trong tương lai sẽ là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư bất động sản tinh anh. Trước những tiềm năng to lớn này, xu hướng dịch chuyển từ các tỉnh lân cận, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh về Long Thành gia tăng nhanh chóng, thị trường bất động sản nơi đây đã và đang phát triển sôi động, được giới chuyên gia nhận định sẽ còn tăng nhiệt mạnh mẽ trong thời gian tới với tiềm năng sinh lợi cao, đặc biệt là phân khúc đất nền. Trong đó, dự án Airport New Center đang trở thành tâm điểm và thu hút sự quan tâm của khách hàng và giới đầu tư nhờ những thế mạnh vượt trội, xứng tầm đất rồng sân bay. Airport New Center sở hữu vị trí độc tôn ngay nút thắt với mật độ giao thông tập trung lớn là quốc lộ 51 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Thông qua tuyến cao tốc huyết mạch này, cư dân dự án dễ dàng di chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất 30 phút. Với địa thế đất rồng, chỉ cách sân bay quốc tế Long Thành 10 phút, Airport New Center mang tiềm năng tăng giá của một đô thị sầm uất và là viên ngọc quý của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong tương lai. Trở thành chủ nhân tại khu phố Airport New Center, bạn sẽ được sống trong một downtown sầm uất của thành phố sân bay tương lai với hệ thống tiện ích hiện đại. Dọc theo các tuyến phố đi bộ hiện đại và xanh mát là 4 cây cầu đẹp mắt bắt qua dòng suối tự nhiên. Thỏa thích mua sắm tại các dãy phố thương mại sầm uất, rèn luyện sức khỏe tại khu thể dục thể thao hay giải trí, nghỉ ngơi tại khu nhà hàng, coffee, hồ bơi. Trường mầm non Nhật Bản ngay bên trong dự án giúp con em cư dân phát triển toàn diện. Tất cả tạo nên một cuộc sống lành mạnh, đầy đủ và vượng tài cho gia chủ. Một trong những thế mạnh nữa của dự án là khả năng kết nối. Nằm trong khu dân cư hiện hữu, sầm uất, liền kề sân bay quốc tế Long Thành, cư dân dự án chỉ mất 7 phút để đến với chợ mới Long Thành, 8 phút đến Vincom Long Thành và hệ thống các trường học, ủy ban nhân dân, 10 phút đến bệnh viện Long Thành và rất nhanh có thể tiếp cận siêu thị Big C, siêu thị Vinmart, sân gôn Long Thành. Được quy hoạch độc đáo và thiết kế chỉnh chu thành 5 phân khu mang các phong cách khác nhau. Incheon Town, China Town, Changi Town, Osaka Town, Sydney Town. Dự án Airport New Center sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội an cư, đầu tư tốt nhất trên thị trường đất nền Long Thành hiện nay. Theo các chuyên gia, sức nóng của bất động sản khu vực cận sân bay mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư, sở hữu điểm mạnh tối thượng về cả kinh tế, chính trị, ngoại giao, cùng lợi thế gắn liền với sự tăng trưởng của hạ tầng giao thông, giúp bất động sản sân bay được nhà đầu tư lựa chọn nhiều hơn và trở thành kênh đầu tư tiềm năng nhất hiện nay. Airport New Center, đất rồng sân bay.